Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Trước mặt các bạn đây là rất nhiều điện thoại rẻ, chất, bền, đẹp. Ok, nhiều bạn nếu mà các bạn chưa biết đến cái gọi là cái thương hiệu DG Apple TV của mình đấy, nhờ mình đọc giá lên các bạn, nhiều bạn còn ngất luôn đấy. Nói thật sự các bạn, mình chuẩn bị mình đọc giá các bạn ngất luôn đấy này. Anh em biết máy gì thì không? 15 Pro đấy. Nói thật sự các bạn cầm món này thì không ai không bảo là 15 Pro cả. Nó rất là đẹp luôn. Đây này. Đây là nó mới tinh nhá, nó dán vào đấy nhá. Cái này bóc ra là hết xanh luôn nhá. Đây là do nó mới thì thành ra là nó này, mình bóc cho bà con xem nhá. Mới tinh luôn, cho các bạn bóc siêu luôn. iPhone XS độ 15 Pro. Phải nói là nó siêu đẹp luôn. Pin là pin Bisen anh chị em nhá. Riêng pin Bisen ấy thì nó không sạc cục cáp được. Thế này nó sẽ báo pin. XS quốc tế main zin, màn zin full chức năng đã độ lên iPhone 15 Pro. Nó quá đẹp, quá chất, quá mỹ mãn luôn anh em ạ. Chỉ có 5 triệu đồng thôi anh em ơi. Máy bảo hành cho bà con là 3 tháng, 5 triệu đồng thôi anh chị em ơi. 15 Pro đấy, cầm con này đi vừa nhỏ gọn, cầm đầm tay viền vuông nữa, quá là chất luôn nhá. Chỉ có 5 triệu đồng. Anh chị em nghe xong đừng ngất nhá. Ok, 5 triệu. Đối với những cái dòng XR này nhá, nó đắt hơn tí anh chị em nhá, đắt hơn tí. Đấy, thì con này thì còn 3 màu nhá. XR độ 15 Pro thì mình còn 3 màu anh chị em ơi. Màu đen, màu xanh và màu trắng titan, trắng tự nhiên anh chị em nhá. 5 triệu tư một cây. Nói về độ đẹp, mình nói thật sự các bạn, riêng đã nói về độ đẹp của những cái dòng máy này, ở ngoài đời anh em nhìn mình mới biết được. Nó thật sự, nó quá giống thật luôn. Đấy, cam kết các bạn là main zin, màn zin full chức năng, không lỗi làm gì, bảo hành cho bà con 3 tháng. XR độ 15 Pro anh chị em nhá. Ngó qua một vòng anh em xem. Đấy. Đấy, còn đâu anh chị em thích máy to hơn đúng không? 15 Pro Max này. Phiên bản của XS Max độ 15 Pro Max rất là đẹp luôn. Main zin, màn zin full chức năng, bảo hành 3 tháng. Ok. Nó quá đẹp luôn anh chị em ạ. Mỹ mãn luôn. Đấy là nói đến dòng máy độ. Còn đâu là đối với anh chị em nào thích dòng đời cao ra rẻ đúng không? Đây, iPhone 12 Pro là anh chị em này. iPhone 12 Pro, để nói đến cái độ zin, đẹp, chất, rẻ thì nó hội tụ hết cái con iPhone 12 Pro này nhá. Thứ nhất là đẹp này, chưa sờ ba lưng này. Thứ hai nó là men zin, màn zin này. Thứ ba nó rẻ này. Rẻ là bao nhiêu? Chỉ có 8 triệu 900 nghìn đồng thôi. Bà con có thể xỉu được con iPhone 12 Pro quốc tế full chức năng 256GB anh chị em nhá. Con này tại sao nó rẻ thế? Thứ nhất là màn hình và cam nhá. Màn hình mình cam kết nó là màn zin anh chị em nhá. Nó là có nghĩa là bóc từ một con máy zin khác sang màn zin nhá. Cam cũng có nghĩa là báo cam, có nghĩa là nó đã thay cam rồi, nhưng mà cam nó chỉ có cam zin thôi. Bóc cam từ máy khác ra. Men zin, màn zin, cam zin, tất cả đồ zin hết nhá anh chị em nhá. Vấn đề nó chỉ là bóc từ máy khác sang thôi. Nếu mà anh chị em mua một con máy chất như thế này nhá thì phải tầm 12 triệu. Anh em chỉ cần bỏ ra 8 triệu 9 thôi, rẻ hơn gần 3 triệu so với máy bình thường thì dại gì mà không mua anh em. Quá là chất, quá là đẹp luôn. Hội đủ tụ tất cả những yếu tố rẻ, bền, đẹp, chất chưa anh em? Tiếp tục chương trình anh em nhé. iPhone 11 thường này, lướt tí lưng anh chị em ơi nhá, lướt lưng nhá. Anh em nhìn lưng nhá. Cam kết các bạn này còn nguyên áp luôn. Còn nguyên áp luôn anh chị em nhá. Còn nguyên áp luôn. Nguyên áp luôn anh em hiểu là tất cả mọi thứ trong đây đều zin tất. 11 thường quốc tế 128GB, máy nguyên zin, nguyên bản nguyên áp, vỡ tí lưng. Giá rẻ thật sự cho bà con là 5 triệu 7 nhá. Nó là hàng zin, nguyên bản nguyên áp nhá. 5 triệu 7 thôi. Nếu mà anh em dùng ốp thì thôi, dùng con này thì cứ thế là mà dùng thôi, cần gì. Còn nếu anh em muốn thay lưng nữa thì thêm 200 nghìn nữa nhá, là 5 triệu 9 anh chị em nhá. 5 triệu 7 anh em thể chịu được con iPhone 11 thường quốc tế 128GB. Rẻ chưa? Nguyên zin, màn zin, full chức năng, ok chưa? Đấy, rất rẻ rồi. Ok, tiếp tục nhá. Hôm trước mình có lên mấy con XS đây, XS màn linh kiện đây, XS màn linh kiện đây, thì mình còn mấy con màu đen nữa thôi. Đây, XS màn linh kiện, XS quốc tế main zin, màn linh kiện nhá, full chức năng anh chị em ơi, full chức năng, phay phích đầy đủ. Con này hết pin rồi, đâu nhỉ, không còn nữa. Đây, con này được bật pin sẵn này. XS quốc tế này, main zin này, màn linh kiện, nó phải nói là cái màn này nó quá đẹp luôn. Những cái màn này mình fix chu tông hết rồi anh chị em nhá. Chu tông đầy đủ, nó không khác gì màn zin cả anh chị em nhá. Nó đẹp lắm anh chị em ạ. Pin thì đa số thay hết rồi nhá. Pin chắc pin 8x, có thể có quả có pin 100.
Nó thật sự con này này nó dán kèm linh tinh hết, nhưng mà thật sự nó mới, thật sự nó mới tinh hết anh em nhé, thật sự nó mới căng hết. 3.800.000 đồng rẻ ngang 8 lớp cho anh em. 3.800.000 đồng iPhone XS quốc tế mên zin bàn thay, quá là rẻ luôn anh chị em ạ. Còn gì rẻ hơn nữa, 3.800.000 thôi nhá. Em sợ mất loa trên này, đùa. Anh chị em ơi, con này mất loa trên, mình xin lỗi nhá. Thì anh chị em mua thì mình sẽ sửa loa trên, thay loa trên, mất mỗi loa trên chắc mình sẽ thay được nhá anh chị em nhá. Con này thì không lỗi làm gì, sợ cái chữ mất loa trên to đúng lên này thì dở quá. Thôi tiếp tục ra sang bên nhá, con này vẫn bao phun chức năng cho anh em nhá. Tiếp tục rẻ gì đây, sao đấy con gì 12 Pro Max gì đây nhỉ, 12 Pro Max nào nhỉ, à đâu đây là 13 Pro Max. Thật sự với anh chị em không hiểu tại sao là mà cái dòng 13 Pro Max anh chị em nhá, dòng 13 Pro Max hiện tại nó rẻ vãi cả rẻ ra. Máy đẹp căng như thế này, pin 88 13 Pro Max nhá, zin đẹp đẹp căng pin 88 này mà giá chỉ 15 triệu thôi anh em nhỉ, chỉ có 15 triệu thôi nhá, quá rẻ, đắt hơn 12 Pro Max tí mà anh em có thể sử dụng nó có 13 Pro Max đẹp căng nhá, zin đẹp 15 triệu ok, không còn khá nhiều. À anh chị em nào thích X không nhỉ, X đây iPhone X quốc tế này, iPhone X quốc tế này, con này là men zin màn zin anh chị em ơi, men zin đét này, màn zin đét này, quốc tế này, máy đẹp căng không fake ID này, để cho các con là 3.100.000 đồng nhá, 3.100.000 đồng anh chị em có thể sở hữu được con iPhone X quốc tế men zin màn zin full chức à đâu mất phay. Còn nếu anh chị em muốn thích con phay đúng không, đây thích con phay thì có đây phay của nó đây, full phay luôn, zin điết đèn điệt full phay, full chức năng là 4 triệu nhá, 4 triệu. Còn đâu con nào mất phay đây 3.1 triệu, anh em thích hàng rẻ thì mua con 3.1 triệu cũng được, nói chung là đều là bằng iPhone X hết, nó là hàng zin nhá. iPhone 8 Plus đây, đến lượt iPhone 8 Plus đây. 8 Plus thì mình vẫn còn 3 màu chủ đạo, đó là màu đen, màu vàng và màu trắng. Nó thật sự các bạn ạ, màu đỏ nó hơi khắm nên là mình không lấy màu đỏ. 8 Plus quốc tế còn 3 màu đen, trắng và gold. Ok, đẹp keng, mới tinh nhá. Để nói độ đẹp thì bọn này lại biễn chê, không phải bàn. 3 triệu rưỡi một cây anh chị em nhá, 3 triệu 500 nghìn đồng một cây iPhone 8 Plus. Ok chưa? 7 Plus quốc tế 32GB men zin màn zin lên vỏ mới 2.3 triệu. iPhone SE 2020 2.8 triệu. iPhone 8G quốc tế máy zin đét đen đẹp luôn, không phải nghĩ ngợi vào này, để cho con 2.300.000 đồng. Đấy là giá thanh lý, giá xả lỗ. iPhone 12 thường thì mình còn 2 cây nhá. 12 thường đây, 12 thường thì một con 64GB 128GB, 64GB thì mình để cho bà con là 7.500.000, 128GB thì để cho bà con là 8.2 triệu. Ok chưa? iPhone 12 Pro Max zin full 12 triệu nhá. 12 triệu. Men zin màn zin full chức năng, máy vỏ đẹp. Ok, 12 triệu thôi. XR 128GB thì còn 2 cây màu đỏ và màu da cam đây là 4 triệu 7 nhá. Cam kết các bà con anh chị em là men zin nhất, máy nguyên áp, nguyên zin nguyên bản nguyên áp full chức năng nhá. 11 Pro thì mình còn 3 cây anh chị em ơi. 11 Pro màu đen và màu trắng thì mình để cho bà con đồng giá là 7 triệu 500.000 đồng nhá. Pin mới 100%, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp nhá. Ok. Nguyên zin nguyên bản nguyên áp, máy đẹp căng 7 triệu 500 nghìn đồng. iPhone 11 thường đây, 11 thường giá rẻ đây anh chị em ơi. 11 thường con này thì cam kết các bà con là anh chị em là men zin màn zin nguyên bản nguyên áp 64GB 6.100.000 đồng. Còn đâu con này thì cam kết vào con là màn zin men thì chắc là chạm nhẹ rồi, 128GB nhá, 128GB máy full chức năng bảo hành cho bà con 2 tháng, 128GB đấy để cho bà con là 5.700.000 đồng nhá, 5.700.000 đồng. 11 thường màu trắng 6.600.000 đồng zin đét. Tiếp tục là iPhone XS hàng chất đây, S hàng chất đây, nó là hàng chất thì anh em chị em khỏi bàn rồi, 5.2 triệu, nó là hàng chất XS quốc tế nhá. Còn đâu nó trước mặt các bạn còn iPhone XS quốc tế 256GB mình mua một bạn kia là 4.200.000 đồng nhá, con này là máy zin đét nhá, nó xuất xuất tí chỗ này thôi, mình mua là 4.200.000 đồng, mình để cho bà con là 4.400.000 đồng men zin màn zin full chức năng nhá, 4.400.000 đồng bằng 256GB quốc tế nhá anh chị em. Ở đây còn iPhone X Max đây, X Max đâu nhỉ, đây X Max đây, XS Max men zin màn gọi là màn linh kiện loại siêu đẹp luôn, chu tông chu tiếc đầy đủ rồi anh em chị em ơi, quá đẹp luôn. Còn sót đúng một cây duy nhất anh chị em ơi, 4.800.000 đồng nhá, XS Max quốc tế 4.800.000 đồng. Thế thôi, chào tất cả anh chị em, chào tất cả bà con.